Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Tony Phùng. Cái tiêu đề video mình đưa ra đấy là Apple iPhone thua kém những gì so với những chiếc Android cùng là flagship. Thì mình tin là nhiều bạn sẽ muốn vào đây để mà gạch đá mình, bởi vì các bạn luôn luôn đánh giá và luôn luôn cho rằng đấy là Apple iPhone thì nó thuộc tầm khác khi so sánh với những chiếc flagship trên Android. Ví dụ so sánh với Huawei, Oppo, Samsung hay thậm chí là với cả Google Pixel. Thì trong cái video này mình sẽ muốn chỉ ra cho các bạn thấy một điều, đó là Apple iPhone không hẳn lúc nào cũng là tốt nhất, và không phải cái gì Apple iPhone làm cũng là tốt nhất. Đó, bây giờ mình đang có trên mặt bàn đây là P40 Pro này, Oppo Find X2, 11 Pro Max, S20 Ultra, và kể cả đây là một con Google Pixel 4XL. Thì mình sẽ muốn bắt đầu từng thứ một để các bạn có thể thấy, nếu như so sánh thực tế thì Apple iPhone thậm chí còn thua khá nhiều về nhiều mặt so sánh với những thiết bị chạy Android. Trước khi bắt đầu vào nội dung của video thì mình sẽ muốn quảng cáo một chút. Các bạn có thể tham khảo rất nhiều những mẫu smartphone hàng chính hãng tại Việt Nam với mức giá cực kỳ hấp dẫn. Ví dụ như iPhone 11 Pro Max bây giờ giá đã dưới 30 triệu, hoặc thậm chí là P40 Pro giá đặt trước tặng rất nhiều quà rất tốt. Oppo Find X2 hay là Samsung S20 Ultra, S20, S20 cộng giá cực kỳ thơm tại 7S luôn. Link sẽ ở phía bên dưới, mình sẽ ghi comment để các bạn tiện theo dõi hơn. Thì cái điều đầu tiên chính là về cái mặt gọi là thiết kế đi. Thì mình đặt ở đây, các bạn có thể thấy là 11 Pro Max đặt cạnh với cả P40 Pro và S20 Ultra. Thì rõ ràng là 11 Pro Max có mặt lưng kiểu dạng là mờ ấy, nó không đẹp bằng con P40 Pro. Thậm chí là cái cụm camera bao ống kính lồi lên vừa thô vừa xấu như thế, nó cũng không đẹp như là cái cụm camera của con P40 Pro. Và nếu như đặt cạnh với cả cái thiết kế mặt lưng của con Oppo Find X2 thì thậm chí Oppo Find X2 cũng đẹp hơn rất rất nhiều. Và nếu như các bạn muốn đặt cạnh với cả con Google Pixel 4XL thì các bạn cũng có thể thấy cùng là cái cụm cam vuông, nhưng Pixel 4XL nó làm nó gọn hơn và đẹp hơn như thế nào khi so sánh với cả iPhone 11 Pro Max. Đó là mình còn chưa kể là quay về phía mặt trước thì chúng ta sẽ có cái màn hình tai thỏ. Thì đương nhiên xét về cái mặt trải nghiệm ở màn hình tai thỏ, đương nhiên nó sẽ không thể nào nó tốt được giống như là màn hình gọi là đục lỗ phía bên trong. Xét ở cái mặt này, màn hình tai thỏ của iPhone 11 Pro Max mình đánh giá nó không đẹp hơn so sánh với S20 Ultra, thậm chí nó cũng không đẹp hơn so sánh với cả Oppo Find X2. Có chăng thì so sánh về vẻ đẹp thì chắc là nó đẹp hơn con P40 Pro thôi. Tại P40 Pro là giọt nước khá là xấu, hay là với con Pixel 4XL thì nó là viền trên viền dưới nhìn mất cân đối quá. Nhưng mà rõ ràng nói về cái màn hình tai thỏ, nó không phải là xu hướng của năm 2020 nữa rồi. Và về cái mặt này, mình có thể khẳng định iPhone cũng không phải là tốt nhất. Chất lượng màn hình thì sao? 60Hz nó là một điểm trừ khi so sánh với ít nhất là 90Hz của Pixel 4XL và con P40 Pro rồi. Đấy là mình còn chưa kể đến 120Hz Quad HD Plus trên con Oppo Find X2, hay thậm chí là 120Hz sử dụng cái độ phân giải Full HD cộng với cái kích thước màn hình là 6,9 inch trên con S20 Ultra, thì nó cũng đã ăn đứt so sánh với một cái màn hình trên mức Full HD cộng chỉ sử dụng cái đấy tần số quét 60Hz và tấm nền đấy là OLED mà thôi. Xét về trải nghiệm, màn hình của iPhone không đẹp bằng màn hình của Oppo, không đã bằng màn hình của Samsung. Và thậm chí nếu như xét về cái trải nghiệm về màu sắc, góc nhìn, độ sáng, thậm chí nó còn không bằng cả con Pixel 4XL. Vậy thì màn hình nó cũng không phải là tốt nhất. Hay nói về cái camera đi, đồng ý là camera của con iPhone 11 Pro Max nó cũng đã cải thiện hơn rất nhiều so sánh với những thiết bị trước đây của nhà Apple iPhone. Thế nhưng nó liệu có so sánh được về khả năng chụp đêm với con P40 Pro không? Nó có thể so sánh được về khả năng chụp chân dung với con Pixel 4XL không? Hay xét về cái màu sắc khi mà chúng ta tái tạo về nền trời, về chi tiết và độ rực rỡ màu sắc khi mà các bạn chụp hình, chụp phát ăn ngay, nó cũng có thể ăn được Samsung Galaxy S20 Ultra không? Câu trả lời đó là không. Nó hơn chỉ ở duy nhất một thứ, chính là quay video. Và mình khẳng định một điều, quay video trên iPhone vẫn luôn là top 1 trong những thiết bị điện thoại di động. Và mình vẫn luôn luôn thích cái chất hình quay video mà iPhone mang lại. Nó là cái điều có thể nói là khiến cho mình muốn sử dụng iPhone trong những công việc hàng ngày của mình mà thôi. Nhưng về trải nghiệm chụp hình, mình thừa sức có thể tìm thấy được những thiết bị có khả năng chụp hình tốt hơn iPhone rất nhiều. Hay nói đến pin, pin của iPhone tốt thì tốt, đặc biệt là với 11 Pro Max nó đã nâng cấp cái thời lượng pin lên rất rất nhiều. Nhưng nó không tốt hơn so với P40 Pro. Thậm chí nói về cái thời gian sạc, 18W sạc nhanh kích được 50% pin chỉ với 30 phút. Nhưng thời gian sạc tổng thể của nó vẫn mất tới khoảng 1 tiếng 40 mấy phút. Nó tuổi gì so sánh với chỉ 37 phút của Oppo Find X2 hay
nó cũng không có cửa gì khi so sánh với 45W của con S24 Ultra, thậm chí so sánh với chỉ 40W của con P40 Pro. P40 Pro cũng cho thời gian sạc tốt hơn rất rất nhiều. Thậm chí luôn, đây, cái này cũng là 18W này mà cái này sạc nó vẫn còn nhanh hơn. Con Pixel 4 XL này sạc vẫn còn nhanh hơn iPhone cơ. Đó, thì các bạn nghĩ sao? Thực tế, khi mà chúng ta nhìn vào một cái iPhone, các bạn có thể thấy là dựa trên những cái yếu tố mà chúng ta quan tâm đến một cái điện thoại, ví dụ như thiết kế, màn hình, rồi là thời lượng pin, rồi camera, rồi hiệu năng, thì thực tế iPhone không phải lúc nào cũng là tốt nhất. Nhưng tại sao người ta vẫn đánh giá cao những thiết bị của iPhone và tại sao nó vẫn luôn luôn có cái mức giá cao hơn so sánh với phần lớn những thiết bị Android cùng tầm? Nó chính đến từ sự lâu dài, bền bỉ của nó. Mình có thể khẳng định ở đây, khi xét về hiệu năng, trải nghiệm sử dụng, khi làm những công việc nặng nề hay thậm chí là chơi những tựa game nặng, thì iPhone với 11 Pro Max vẫn luôn luôn là sản phẩm cho trải nghiệm tốt nhất, tổng thể đồng đều nhất về nhiều thứ. Ví dụ như chúng ta muốn sử dụng một cái điện thoại lâu dài, ví dụ tầm khoảng 3 năm, 4 năm, thì lựa chọn một cái iPhone 11 Pro Max cũng vẫn luôn là sản phẩm khiến các bạn yên tâm nhất về độ mượt mà, về sự hỗ trợ về lâu về dài, cũng như là cái trải nghiệm sử dụng. Cũng như là với iOS thì nó vẫn luôn là một trong những cái nền tảng đóng kín để giúp các bạn có một sự gọi là yên tâm nhất, sử dụng dễ dàng nhất, cũng như là nó vừa đẹp vừa hiện đại và nó không bị quá màu mè giống như Oppo, bị quá nhiều tính năng dẫn đến chậm lag máy giống như Samsung, hoặc là cũng không quá nhàm chán giống như là Google Pixel. Mà đương nhiên con này thì nó không có Google nên mình cũng sẽ bỏ qua luôn, không nói đến được cái vấn đề phần mềm này ở đây. Thế nên chốt lại một câu, Apple iPhone mình khẳng định không phải là một sản phẩm tốt nhất về mọi thứ trong tầm giá mà các bạn phải bỏ ra. Nhưng rõ ràng lựa chọn nó lại là một phương án thông minh và lựa chọn nó lại là một cái cách để giúp các bạn yên tâm hơn khi chúng ta muốn sử dụng về lâu về dài một chiếc smartphone. Và các bạn nghĩ sao về chủ đề này mình đưa ra? Apple iPhone không phải là tốt nhất, nhưng nó lại là sự lựa chọn khiến bạn yên tâm nhất. Chia sẻ ý kiến ở comment phía bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video và đừng quên là những chiếc iPhone chính hãng Vietnamese A đã có mức giá cực kỳ tốt tại 7S. Ví dụ như là 7 Plus, 8 Plus hay là những chiếc iPhone như 11, 11 Pro, 11 Pro Max giá cực kỳ thơm. Link phía bên dưới mình sẽ ghi comment để các bạn tiện theo dõi hơn. Còn bây giờ thì bye!